Hello và xin chào các bạn quay trở lại kênh của mình. Mình là Dương Cập và chào mừng quay trở lại với Armageddon. Câu chuyện về một con bạch tuộc căm thù loài người của chúng ta và nó muốn giết tất cả mọi người, giống hệt với ước muốn của mình, của Dương Phát Xít. Anyway, thì ở giữa hai tập mình đã làm một số thứ. Mong các bạn không giận mình vì mình đã làm một số thứ giữa hai tập mà các bạn không biết. Yep, mình giống các bạn. Thì giữa hai tập mình đã chơi và mình đã thua. Yep, mình không thông minh cho lắm. Nhưng có một thứ này rất hay, đó là sau khi mình chơi lại, mình mới mở được gen con sao biển. Yes. Và con sao biển để làm gì? Mình cho các bạn thấy ngay bây giờ. Ok, thực ra là không phải ngay bây giờ, vài giây nữa nhưng mà... Rồi, chúng ta đã gọi biển Sydney. Oh boy. Nào, bây giờ là con này của mình toàn rắn là rắn. Hơi để một tí nhưng không sao, có công mài sắt, có ngày chai tay. Yeah. Rồi bây giờ cái công dụng con sao biển này là gì? Thì cho các bạn thấy, bất cứ khi nào bạn cảm thấy bạn thật thất bại và yep. Với những bạn nào chưa hiểu vừa nãy mình nói gì cũng không sao đâu, mình cũng có làm lại một chút để cho những bạn mà hơi chậm hiểu. Ok, tức là con sao biển này mình xin lỗi, mình không ý đấy. Con sao biển này có khả năng đó là nó sẽ đánh võ và sẽ xử tất cả những con xung quanh mình khi nào mình muốn. Bây giờ giả sử mình đang gặp một tình thế rất là đau đớn này, rất là nhiều đứa đang xông vào chỗ mình, mình chỉ cần bấm hai nút vào. Yep, nó sẽ xử gần hết. Yep, không hết. God, no, mình sắp chết. Ok, may quá, mình được đổ vỏ rồi. Ủa, sao mình không mất mạng? À, đúng rồi, mình có cái vỏ sò đã đỡ mình. Cái vỏ ốc này đã đỡ mình. Yes, cảm ơn nhá. Ok, bây giờ mình không có tiền để mua bất cứ cái gì cả. Mình sẽ đợi đến ván sau, mình có thêm tiền thì mình còn mua thêm cái xúc tu nữa. Ok, tính bây giờ anh như thế đã. Oh god, mình quên là ván này mình lại cần phải đánh cái con Zed Musi này. Cái đau đớn của cái tựa game này là gì? Đó là sau khi mình chết phải chơi lại từ đầu. God dang it. Và đấy chính là cái lý do tại sao mình lại phải đánh lại concept quái đản này. Không sao, mình có cái kinh nghiệm trong việc đánh concept rồi và mình sẽ thử nó. Không tốn nhiều thời gian đâu, các bạn đừng có lo. Nó thành hai con rồi. God dang it, mình ghét hai con. Mình ghét mỗi lần nó biến nhiều con này. Mình rất khó xử, rất khó xử. Phổ yêu một em thì được nhưng mà yêu hai ba em này rất khó xử nhá. Không biết em nào xinh hơn. Nhất là trong cái trường hợp là ba em nó không giống hết. Không, như này khó chọn mãi các em ạ. Không bình tĩnh. Cứ bình tĩnh, ba cái đầu rắn của anh sẽ lần lượt xử lý từng em một, lần lượt chăm lo cho tất cả các em, không em nào bị thiệt thòi cả. Oh god, nó đang gần mình rồi. Oh god, no, mất mạng, no, lại còn nữa. God, đừng. May quá mình vẫn sống. Ôi, tim mình sắp bắn ra ngoài rồi. God damn it, nhặt tim, nhét lại, tiếp tục. Và cuối cùng mình cũng đủ tiền để mua xúc tu mới. God dang it, con chó lợn. Nhét vào đây. Và mua thêm, mình muốn thêm cái gì? Mình có 500 đồng, mình không biết mua thêm cái gì cả. Mình tiết kiệm để tập sau có gì hay hơn mình sẽ mua. Ok. Mấy màn trên cạn đầu tiên này sẽ không khó đâu. Ô, kangaroo rồi à? Ủa, sao Sydney có kangaroo? Sydney có kangaroo không? Mình không chắc. Mình không nghĩ là có đâu. Ô, cái gì kia? Cá mập trên cạn à? Còn đâu có là cá mập bay vậy, phải linh hồn. Thế sao có cá mà không có nước mà nó vẫn sống? Ủa, hư cấu vãi. Nhưng việc một con bạch tuộc khổng lồ bò trên phố với lại là tay rắn rồi tay rùa rồi tay ong các kiểu, nó còn hư cấu hơn nên là yeah, mình sẽ không thắc mắc nữa. Dù mày có cánh hay mày có 10 cánh hay mày siêu bỏng cánh thì tao cũng xử hết chúng mày. Ok. Ô, con gì đây? Nó bắn gì kia? Đạn đuổi à? Đấy, làm sao mình ăn được cái đạn đuổi này? Ui, vãi cả linh hồn. Ủa, mình vẫn sống. Hơ, con heo đó mình vẫn sống. Lại có đạn đuổi nữa kìa, lại có đạn đuổi. Ui, này nó có đống đạn đuổi luôn. Vãi cả linh hồn. Đừng có động vào tao lúc đạn đuổi cứ hó. No, nổ mình rồi. Rồi, vỏ sò, hay lắm, sắp được đổ vỏ rồi. Chắc trên đời đây là tựa game duy nhất giúp mình cảm thấy vui sướng mình được đổ vỏ. No, làm ơn nổ đi. Yes, sò. Oh, một mạng duy nhất. Sợ vãi cả linh hồn. Đau cả tim. Ok, có bao nhiêu tiền? 1.200 tiền. Mình có thể mua được con frog hay còn gọi là con egg. Yes, mình sẽ mua. Mình nhớ là mình có mở được con này ở cái tập trước rồi nhưng mình chưa biết làm gì. Và bây giờ mình sẽ biết. Ok, đây sẽ làm gì? Mình còn chưa đọc hướng dẫn sử dụng của nó. Con này lưỡi kìa. Oh, nice. Oh, yes team. Ui, làm mạng đấy. Vậy, 3 mạng luôn. 4 mạng luôn. What? Không nghĩ chúng mày tử tế với tao vậy. Nào để con xem con ếch làm gì.
Ủa nó có lè lưỡi này làm chi? Ủa? Làm gì vậy? Oh! Oh! Hiểu rồi, yes. Để dùng lên quân lung tung. Hay quá. Ok, hiểu, hay lắm. Ui, ui, hay vậy. Rồi. Ui, ui, ui. Hay vậy. Được. Nào, con cá bập, mình có con cá bập rồi. Bây giờ mình sẽ cùng con cá bập để quật thằng kia. Nào, cái xe kia lại đây. Nào, để ta quật mày. Nào. Bra. Giờ hiểu con đấy rồi, hay vậy. Mình có thể dùng cái quân nó để xử quân nó, tức là lấy độc trị độc đây mà. Một mũi tên trúng hai đích, một hòn đá trúng hai con chim, một cái chảo rán hai quả trứng. What? Thật là khỏe, thật là kinh khủng. Chỉ cần bắt được một cái xe ở đó và mình quật đi quật lại này nó chết. Nát đầu, ui. Phải. Nó khỏe quá không nhỉ? Nào chúng mày, đừng có làm gì tao, tại vì tao đã có ô tô của chúng mày. Đừng làm gì tao vì tao đã có ô tô của chúng mày. Nghe khắm vãi. Rồi, bây giờ cái máy bay của chúng mày. Ô con. Bắt xịt. Ồ, vấn đề con này là bắt xịt cái là vỡ mồm. Ồ, mày quá, mình chưa ngỏ bắt xịt đó. Kangaroo chạy toàn room, người cũng thế. Rồi, lại đến vỏ sò rồi, nhanh quá nhỉ. Ồ, con ếch nó khác bọt hẳn, thấy không? Con đồ xịt khác bọt hẳn. Yes. Yes, ok. Thắng rồi, lại được ăn sò tiếp. Ồ, mình phải mua được thêm cái con ếch này nữa, mình có nên mua không nhỉ? Yeah. Yeah, hay mua, cắn nó vào thay cái vỏ rùa đi. Ok, hai con ếch. Ui, cái nhà hát lớn rồi, nhà hát Sydney rồi. Ván này sẽ căng đây. Chết thật. Ok, nhưng mình sẽ thắng được, mình có hai con ếch cơ mà. Hai con ếch một đống con rắn cơ mà. Ồ, boss đây rồi. Cái gì? Kangaroo. Ếch. Boss gì đây? Boss cái gì? Mình sẽ liếm con kangaroo máy này. Kangaroo máy. Vâng ạ, hẳn là vậy luôn ạ. Oh, không liếm nó à? God dang it. Mình cứ tưởng mình sẽ cầm nó, mình quật đi quật lại nó chết được chứ. Nó chết rồi. Còn 1/3 máu thôi. Oh, boomerang kìa. Tao ngu đâu. Oh. Con sống. Mình hên vãi, đúng là ăn ở có phúc của đức ôn. Nó chạy mỉa rồi. Ê, mày ơi. Ôi dồi ôi, thoát ẩn phát hiện như ma làm. Ô, thế bắt nào? Sao mất mạng được? Đấy, quân xiếc. Ây. Ôi, từ chết rồi chứ. Quay. Lại mất mạng nữa. Các ngu đu con ạ. Ôi, tao lệnh chúng mày. Tao lệnh. Rồi, lần này ta sẽ không thua mày đâu. Ta có kinh nghiệm đầy mình rồi, hiểu không? Ta sẽ không thua mày vì cái vỏ khốn nạn của mày đâu. Mày nghĩ mày có kangaroo ngon to. Mày nghĩ mày có kangaroo con là mình. Nó vừa nhảy một phát, mất cả mũ bảo hiểm của mình. May quá mình đội mũ bảo hiểm. Sợ bay. Đấy, bây giờ ném bùi bèng ấy. Bớ mày chạy bị quét, tao biết thừa cái thỏ mèo của mày rồi. Đấy, sợ. Tưởng nào, úi trời ơi, mê nhăng, tưởng thế là ngon nhưng không. Rồi, cẩn thận bây giờ, cái đoạn này là nó bắt đầu mất nửa máu rồi này. Rất là nhiều khả năng nó sẽ nhả cái con kangaroo con ra. Mình cẩn thận nó, cứ đi chơi không bảo vệ đấy đi, ôi rồi, no, fight. How the heck, mày biết tao ở đấy, mà mày có thể nhảy vào mồm ta được. Oh, mày thật khốn nạn, no, lại nữa. Đừng anh ơi, đừng lại nữa. Tha em anh ơi, em không muốn mạng mạng nữa chỉ vì anh đâu. Con chó này. No. Ồ, mình vẫn sống. Yes. Oh god, đây rồi, cơ hội của mình. Cặp con kangaroo con đấy. Rồi, hay lắm. Quật vào người đó, lấy độc chi độc. Đừng chết nữa. Ok. No, đừng muốn chết. No. Mình sẽ mua cái này. Mũ bảo hiểm san hô sẽ giúp mình chống trả lại hai phát tấn công của con nó. Ngoại trừ cái việc nhìn mình bây giờ nhìn như cái thằng lòi não ra thì mình vẫn đẹp trai lắm.
Đừng có nhảy vào người ta nữa. Tao biết trò của mày rồi. Tuổi tôm. Tuổi tôm. No. Fuck you. Fuck you. Fuck you. No. Kangurucon. Lại nữa. Sao mình ghét Kangurucon thế? Sau vụ này cái đất nước Úc của cái đất nước mình ghét nhất thì nó có Kanguru. Còn hai mạng duy nhất. Thực ra một mạng mới là duy nhất. Còn hai mạng thì còn hai mạng thôi. Không phải duy nhất. Nhưng mà im đi. Tập trung vào. Xử con này. Ok. Kangurucon. Hay lắm, bắt nó rồi. Ui. Vãi cả boomerang của nó khỏe vậy. Lại nữa. Fuck. Linh hồn. Bao giờ nó mới chết? Vãi. Ui. Nó mới sống. Nó mới sống bằng cái nào đó. Mình vẫn sống. Vẫn sống. Câu cuối cùng của mình. Ôi, xử các con đi. No, no. Lần này mình tiêu tiền vào một việc, đó chính là mua cái gì mình không biết. Ong chúa. Yes, gen ong chúa. Ong chúa sẽ giúp mình chiến thắng. Mình xin lỗi. Mình xin lỗi các bạn. Nhưng mà mình phải tiếp tục. Phải tiếp tục dùng cái búng tay thần thánh thôi. Yes. Và các bạn biết gì hơn nữa không? Đó chính là mình có thể mua được cả ong chúa. Còn phát ra hai con ong. Ha. Yes. Mình không biết là mình sẽ sống như thế nào để không có cái búng tay thần thánh của mình nữa. Ôi, mình yêu cái bàn tay mình quá. Đến lúc rồi, lũ cò hớ. Đến lúc rồi. Tao là nữ hoàng bạch tuộc ong. Đấy là cái tên tao tự bịa ra, tao không hề nghe cái tên đấy bao giờ. Nhưng mà trên người mình phun ong. Kỷ lục thế giới mới. Kỷ lục trên người làm ong nhất. Yes. Thấy chưa, toàn xúc tu là ong. Bây giờ thì cứ đứng yên một chỗ và đạn sẽ đuổi lung tung khắp bọn này. Không đứa nào có thể qua cái tầm ngắm của mình. Như thường lệ đấy sẽ là còn khó. Nhưng mình sẽ ăn được. Các bạn tin mình không? Tin mình không? Mình có nhiều ong này cơ mà. Nó mổ rồi. Yes. Nó biết rồi. Mình chưa. Sao bởi sao còn một tí thôi. Mình sẽ ăn nó rồi. Đẩy vậy. Chó. Yes. Yes. Mày nghĩ mày khốn nạn được tao nhưng không. Nhà hát lớn. Chúng mày xong rồi. Nhà hát Opera Sydney. Con đi đi. Tao không biết tao nói cái gì nhưng mà chúng mày đi rồi. Lúc khốn nạn. Yes. Yes. Ui nhớ nổ kìa. Yes. Và như vậy, mục tiêu cho tập này của chúng ta đã hoàn thành. Yes. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại video sau. Vậy thì đừng quên để lại một like, subscribe cho mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Mình ở dưới kia.